Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2014-2019. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 1 năm 2019. Rực rỡ sắc hoa tại xã Phùng Công, huyện Văn Giang những ngày giáp Tết. Huyện Văn Lâm chúc Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công an huyện Phù Cừ triệt phá chuyên án đánh bạc, bắt giữ 7 đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa 14, nhiệm kỳ 2014-2019. Tổng kết công tác mặt trận năm 2018 đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó, tập trung vào một số phong trào như phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2019, phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ rơi lại phía sau. Tăng cường vận động nhân dân, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đồng chí tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần cùng hệ thống chính trị tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tại 475 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2019, tuyên truyền về việc học tập chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tuyên truyền về 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc 17 tháng 2 năm 1979, 17 tháng 2 năm 2019. Tuyên truyền về các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, về cải cách hành chính tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ giao quân năm 2019. Tuyên truyền về việc tổ chức khánh thành và thông xe tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình - cầu Hưng Hà. Tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019. Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2018, nhiều phong trào thi đua được các đơn vị trong khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh phát triển sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn thành trước 2 năm đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được hơn 1.000 căn nhà cho hộ nghèo. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các đoàn thể chính trị tích cực triển khai. Nhiều mô hình liên hội được xây dựng cho hiệu quả cao. Hội nghị đã bình xét các danh hiệu thi đua
gồm cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và một bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Hội Phụ nữ tỉnh. Chiều ngày 16 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, triển khai công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2019 và khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Năm 2018, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm, lễ hội được các ngành và địa phương quan tâm, chú trọng. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8, cử đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đạt kết quả cao, tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị các cấp các ngành phải vào cuộc quyết liệt, triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công các sự kiện văn hóa thể thao, lễ hội năm 2019, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch, xây dựng các làng nghề sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Hưng Yên. Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới vừa thẩm tra tại huyện Văn Giang, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì. Năm 2018, 10 trên 10 xã của huyện Văn Giang đều đã hoàn thành các tiêu chí và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận về đích nông thôn mới. Đến nay huyện cũng đã cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí về huyện nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình và đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới quốc gia công nhận huyện về đích nông thôn mới năm 2018. Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành báo cáo theo ý kiến gợi ý của các ngành, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và các ngành có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ giúp đỡ để Văn Giang hoàn thành bộ hồ sơ và kế hoạch chi tiết phục vụ công tác thẩm định đạt kết quả cao. Về phía huyện có lộ trình chi tiết hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt tập trung chỉnh trang cảnh quan, thực hiện tốt tiêu chí môi trường cũng như kế hoạch để thẩm định thực tế ở cơ sở. Chiều ngày 16 tháng 1, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, làm bị thương 112 người. So với năm 2017, số tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và giảm 1 người bị thương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành, của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2018. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2019, đồng chí đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm. Các ngành địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, đề ra nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, các đơn vị trong khối luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả, nổi bật như hội nạn nhân chất độc da cam có 9 trên 10 huyện thành phố thành lập hội. Hội văn học nghệ thuật tổ chức cho 42 học sinh và giáo viên tham dự trại sáng tác văn học trẻ năm 2018. Hội khuyến học trao học bổng cho trên 700 học sinh. Hội nhà báo tổ chức 5 lớp tập huấn chụp ảnh báo chí, nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên. Hội chữ thập đỏ có nhiều hoạt động nhân đạo giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thực hiện phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả canh tác đất nông nghiệp, ông Hoàng Cao Bằng,
ở thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã tiến hành cải tạo vườn, trồng 150 gốc mít Thái cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Sau khi tìm hiểu về giống cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc, năm 2007, ông đã tiến hành cải tạo hơn một mẫu đất vườn trồng mít Thái. Ông Bằng cho biết, giống mít này có xuất xứ từ Thái Lan, búi giòn, ngọt đậm và thơm mát. Trung bình một cây cho thu từ 2 đến 4 tạ quả. Hiện nay vườn nhà ông sẽ cho thu trên 40 tấn. Các thương lái đến tận vườn của gia đình ông thu mua với giá bán từ 20 đến 35 nghìn đồng một kg. Bên cạnh thu lãi từ trồng mít Thái, ông Bằng còn kết hợp nuôi trên 300 con gà đẻ gà thịt, 200 con vịt trời thương phẩm, 100 con ba ba giống. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Vươn lên làm giàu từ cây có múi, đến nay mô hình trồng bưởi của gia đình anh Đào Đức Việt ở xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu là một trong những nhà vườn điển hình có thu nhập cao mỗi năm. Hiện gia đình anh Việt trồng gần 2,6 mẫu bưởi diễn, trong đó gia đình anh thuê đất trồng ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ là 1,6 mẫu, còn lại là diện tích trồng tại địa phương. Anh Việt chia sẻ, bưởi diễn là loại cây dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ cần chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận là cho thu hoạch khá. Bưởi diễn có nhiều ưu điểm như mẫu mã đẹp, có vị ngọt thanh, có thể để trong thời gian nhiều tháng kể từ khi hái mà chất lượng vẫn không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mà vườn bưởi nhà anh Việt luôn được thương lái đến đặt hàng mua từ sớm. Năm nay, với 1.000 gốc bưởi diễn của gia đình anh cho thu khoảng 37.000 quả. Với mức giá thu mua dao động từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng một quả, ước tính năm nay vườn bưởi của gia đình anh Việt cho thu nhập 700 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhà nhà trồng hoa, người người làm hoa, trồng hoa không phải chỉ làm đẹp nhà, đẹp phố, mà nghề trồng hoa cây cảnh ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang còn là nguồn thu nhập chính giúp nâng cao đời sống, vật chất cho người dân. Vì thế từ nhiều năm nay, nó đã trở thành một nghề của người dân nơi đây. Quan trọng hơn, nó chính là sự khởi đầu quan trọng để phát triển mở rộng và hình thành vùng hoa cây cảnh lớn như hiện nay. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về làng hoa ven đô này. Cách thành phố Hà Nội chừng 2 km về phía nam, làng hoa Phụng Công, huyện Văn Giang nằm trải dài hai bên triền đê sông Hồng. Đến với làng hoa này, vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng được chiêm ngưỡng hàng trăm loài hoa khoe sắc rực rỡ. Không khí ở làng hoa dường như lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Phía sau, những người nghệ nhân lặng lẽ gieo trồng, chăm sóc, uốn tỉa, tạo thế là thị trường bán mua hàng ngày lại diễn ra rất sôi động. Phụng Công là địa phương đã từng được nhiều nơi biết đến từ những năm 1998-2000 với sắc thắm của hoa trà, hoa hải đường. Và dù nay các nhà vườn đã mang về hàng trăm loại hoa khác nhau, nhưng hai loại hoa này vẫn được khách hàng khá nhiều nơi ưa chuộng đến tìm mua, nhiều khi không đủ hoa để cung cấp. Nếu nói về trà, mấy hải đường Phụng Công mà đến bây giờ vẫn còn giá trị rất là cao. Vì một cây trà của tính một cây trà có cây tới 28 triệu, 30 triệu một cây, nếu cây trà mẹ. Thế còn tầm cỡ ví dụ như cây vào 1-2 triệu hoặc là 500-700 thì lại là thấp chất bia bình thường. Khách thập phương về từ miền Trung, miền Nam và miền trên miền ngược là đều coi về đây mùa buôn của chúng tôi là chính. Sự khác biệt ở làng hoa Phụng Công là ngoài hoa thì ở đây còn có rất nhiều các loại cây cảnh, cây công trình khác. Hầu hết các loại cây ở đây đều được các nghệ nhân sáng tạo uốn tỉa, tạo thành nhiều hình thế, thậm chí là một số cây hoa thông thường, thân cứng như hồng, trà. Nên làng hoa Phụng Công luôn phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, nhờ đó mà thị trường tiêu thụ rất rộng, trải dài từ Bắc vào Nam. Đây cũng là điểm nhấn nhằm thu hút khách hàng của làng hoa này. Anh em trong hội ngồi bàn bạc và tham gia đóng góp để rút kinh nghiệm, sau đó là đi tham quan một số cái mô hình ở các nhà vườn bạn để mang về áp dụng với lại ở địa phương Phụng Công thì nó sẽ có đạt hiệu quả cao. Và đặc biệt là giả sử trong cái tư duy sáng tạo thì giả sử như một số những cái sản phẩm mình muốn nó cao hơn thì mình thấy những cái tác phẩm nào mà có khả năng mình khai thác được như một cây hoa bình thường thì có khả năng bán được vài trăm ngàn, nhưng mà người ta tìm được những cây hoa giống quý thì ta giữ lại, ta nhân rộng thì nó sẽ bán được tiền triệu. Hoặc là những cây đó mà cây nào mà khả năng xử lý được kỹ thuật thì sẽ uốn nắn, theo ta làm thế thì nó sẽ có thu nhập cao hơn. Phụng Công hiện có khoảng 100 hecta,
bao gồm cả diện tích vườn trong nhà của các gia đình được chuyên canh các loại hoa, cây cảnh, cây công trình. Ngoài ra còn có gần 300 hộ đầu tư thuê đất sản xuất hoa ở các địa phương khác. Toàn xã có tới 1.200 trong tổng số trên 1.500 hộ với khoảng trên 2.500 lao động tham gia sản xuất và làm các dịch vụ về hoa, cây cảnh. Năm 2018, bình quân thu nhập đầu người trên 62 triệu đồng, giá trị canh tác ước đạt 550 triệu đồng một hecta một năm. Xã có hàng chục hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhân dân từ nhiều năm nay đã sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa. Và với thế mạnh của Phụng Công thì cơ bản là phát huy cái giống cây truyền thống, cây hoa trà, cây hải đường, cây hoa hồng và một số các loại hoa khác. Và chúng tôi cũng đang cố gắng tạo điều kiện để cho nhân dân phát triển đồng đều ở trên cái địa bàn sản xuất của xã. Về giao thông, thủy lợi, về các cái lĩnh vực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cho nhân dân có hiệu quả hơn trong cái sản xuất của mình. Và đặc biệt là đề nghị các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền xây dựng cái thương hiệu hoa của Phụng Công. Với sự phát triển mạnh mẽ đa dạng của nghề trồng hoa cây cảnh ở Phụng Công, giờ đây làng hoa này không chỉ là điểm đến tin cậy của khá đông khách hàng đến mua hàng, mà còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm và các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi thăm và chúc Tết các công nhân lao động tại một số công ty trên địa bàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Lâm đã đến thăm và tặng quà cho công nhân người lao động công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên, công ty may ENI, công ty trách nhiệm hữu hạn Goban, công ty trách nhiệm hữu hạn United Fashion. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm về đời sống, thu nhập, điều kiện lao động của các công nhân đang làm việc tại các công ty. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện trao 18 suất quà Tết trị giá gần 15 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúc các công nhân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, huyện Phù Cừ luôn thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cụ Nguyễn Đình Tiện ở thôn Phủ Oanh, xã Minh Tiến là đảng viên 50 năm tuổi đảng, nhiều năm tham gia công tác tại địa phương và có công nuôi dấu cán bộ cách mạng. Vừa qua, gia đình cụ được huyện Phù Cừ, xã Minh Tiến và nhiều đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới rộng 65m² với kinh phí 196 triệu đồng để thay thế cho ngôi nhà cũ không còn an toàn, đồng thời tặng một sổ tiết kiệm trị giá trên 20 triệu đồng. Từ ngày mà các nhà hảo tâm trao cho một ngôi nhà đẹp để khang trang thì ông bà tôi cảm thấy có một sức khỏe thấy tốt hơn và hàng ngày phấn khởi, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi là người con càng ngày càng phấn đấu để dạy con cái làm sao là mang lại cái tốt đẹp cho xã hội. Hiện nay toàn huyện Phù Cừ có trên 2.500 thương bệnh binh và người có công. Trong năm 2018, các ngành các cấp ở địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên, giúp vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 34 nhà ở, tặng quà cho trên 21.000 lượt đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ Tết. Hiện nay các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đều có mức sống bằng hoặc tốt hơn so với cộng đồng. Từ năm 44 mà tôi tự nguyện tôi đi làm cách mạng. Bây giờ lãnh đạo xã đây, nhất là chủ tịch với bí thư thấy lúc nào cũng săn sóc, hỏi han tôi nhiều lắm, cho sách báo viết đọc. Hàng năm thì các cấp lãnh đạo tỉnh rồi thì là huyện rồi xã quan tâm đến, thì tôi tuổi già rồi bây giờ thì thấy thế cũng là mừng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của các cấp, các ngành, đoàn thể phần nào giúp xoa dịu những mất mát hy sinh của các thương bệnh binh và các đối tượng chính sách, khiến họ cảm thấy ấm lòng mỗi dịp lễ Tết. Đồng thời cũng là cách giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn những người đã cống hiến tuổi trẻ, hy sinh xương máu vì sự bình yên của cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14h30 phút chiều nay, trên quốc lộ 39 đoạn qua khu vực Cầu Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô
nhưng rất may không có thiệt hại về người. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi xe ô tô Fortuner biển kiểm soát 29A82127 đang đỗ bên đường thì bị xe tải biển kiểm soát 89C01520 lưu thông hướng từ phố Nối về thành phố Hưng Yên đâm vào. Cùng lúc đó, xe ô tô Vios biển kiểm soát 30E95253 lưu thông cùng chiều do tránh vụ va chạm nói trên đã bẻ lái sang trái và bị ô tô tải biển kiểm soát 89C09316 cũng lưu thông cùng chiều đâm vào. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 3 xe ô tô hư hỏng nặng nhưng rất may không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ tai nạn là do các phương tiện không làm chủ tốc độ, chạy quá nhanh khi đi qua khu vực đông dân cư và không chú ý quan sát. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng phòng cảnh sát giao thông và công an huyện Kim Động đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông. Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng huyện Kim Động tiến hành điều tra làm rõ. Tin an ninh. Vào khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2019, tại khu vực lán phía sau nhà ở của Lưu Văn Thiệp, sinh năm 1952, ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, các trinh sát đội điều tra tổng hợp công an huyện Phù Cử đã kịp thời phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đều ở cùng thôn với Thiệp đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, sát phạt nhau bằng tiền. Các đối tượng bị bắt gồm Đoàn Ngọc Cát, sinh năm 1957, Lưu Văn Phong, sinh năm 1989, Trương Văn Sơn, sinh năm 1966, Lưu Văn Hoạn, sinh năm 1970, Lưu Văn Hương, sinh năm 1967 và Phạm Ngọc Hách, sinh năm 1959. Khám xét tại chỗ trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 12.172.000 đồng cùng toàn bộ vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc. Hiện Công an huyện Phù Cử đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thiệp và 6 đối tượng trên về hành vi đánh bạc, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.